tên là Trương Thị Hoa, em đến từ Hải Dương. Ngày hôm nay thì em hóa trang cho bạn Nguyễn Văn Trương, là một hóa trang thành nhân vật thủy binh của Đại Việt. Và em hôm nay là em hóa trang cho bạn là về những đường nét sẵn có trên khuôn mặt của bạn. Em sẽ đánh màu mắt đậm và hình lưỡi mác sao cho cái vâng lông mày và mắt thì có chiều sâu ạ. Làn da của bạn thì em sẽ hóa trang cho bạn là có làn da hơi nâu đen của do tác động của tập luyện ạ. Em xin hết ạ. Em tên là Diệu Thúy, em đến từ Hà Nội. Em có xin phép nhận xét bài của bạn Hoa. Bạn ấy đang hóa trang cho nhân vật là một thủy binh. Thì nghĩ đây là một chiến binh còn trẻ, nên là cái nước da của bạn như bạn nói là cái màu nâu da nâu đen thì là không, là màu này thì không có đúng, mà màu này thực ra là nó là màu nâu hồng thì đúng hơn. Là mặt nó vẫn còn trẻ trung thì sử dụng màu này cũng được. Thế nhưng mà vì lúc nãy trong lúc mà bạn ấy sử dụng màu ấy thì em cũng đã có góp ý về cái cách bạn sử dụng, thì bạn sử dụng cái chổi cọ để đánh lên mặt của bạn nam này là không đúng. Thành ra khi mà bạn sử dụng cái cọ nhỏ, không phải là cọ nền, cọ phấn, thành ra khi đánh lên mặt ấy thì có chỗ nó bị lem nhem, tức là cái phần sáng nó vẫn bị động vào cái màu tối. Ví dụ như là ở cái vùng như thế này, vốn dĩ nó là một vùng sáng thì bạn ấy đánh là nó vẫn bị cái màu nâu của cái các góc mặt này đập vào, thành ra là nhìn cái mặt của bạn nó trông là màu da nó không được đồng đều mà nó bị thành ra là lem nhem, chỗ tối chỗ đen, cũng như là nhìn nói một cách khác theo em thì nó là hơi bị bẩn về màu da. Chứ còn nếu mà cái màu da theo độ tuổi này thì em nghĩ là cũng phù hợp, bởi vì em nghĩ là không phải người lính nào cũng phải da đen ngăm hay như nào cả, mà chỉ cần có một nước da màu rám một chút là được. Với theo độ tuổi là em thấy là phù hợp. Em chỉ có nhận xét về màu da thôi. Vâng. Xin chào mọi người, mình là Mai Anh. Hôm nay mình xin nhận xét bài làm của bạn Hoa là đây là một anh lính trẻ, lính thủy. Cho nên là mình cảm thấy rằng cái khuôn mặt của bạn hơi trắng, tại vì nếu mà trên biển thì thường là da sẽ sậm hơn như thế này. Và các cái đường nét để nhấn vào đôi mắt thì để cho đôi mắt nó tinh anh hơn thì vẫn bị mờ nhạt. Và đôi môi cũng vậy, cũng hơi vẫn còn sáng màu. Tuy nhiên thì chọn người mẫu với cái hình ảnh này thì cũng là hợp ạ. Và tông mặt và cổ thì có lẽ bạn đánh chưa được đều, chưa được hài hòa với nhau lắm thôi. Em xin hết ạ. Về cái nhân vật này thì phải nói là cái hiệu quả bạn ấy sử dụng cái màu da so với những cái lần khác bạn làm như thế là tôi chấp nhận. Vì các bạn nhìn thấy từ màu cổ lên đến màu da như thế là phù hợp. Tức là không tách giữa khuôn mặt và cổ. Và ở đây để biểu hiện một người lính trẻ, màu môi tốt, những cái độ đậm nhạt trên khuôn mặt. Tuy rằng như các bạn nói, tức là sự mượt mà, nhưng vì đây là một người lính cho nên là những cái việc đậm nhạt ấy cũng không có tác động nhiều với cái công việc của bạn đã tạo ra. Nhưng mà trước hết là nhìn là ta thấy hài hòa. Nếu một người lính trẻ trung cũng thể vào trong cuộc đời người binh nghiệp, cũng có những người họ cũng có thể có những cái đường nét của họ riêng, đặc trưng, đúng không? Không nhất thiết là ai cũng phải môi thâm rồi làm quầng hết cả. Thì nhưng mà nhìn chung, nếu mà bằng ánh sáng và quay phim thì ta thấy khuôn mặt này là tương đối hài hòa.